Rồi, ok, xin chào anh em. Chào mừng quay trở lại với video ngày thứ hai tựa game Thiếu Niên Anh Hùng. Và ngày thứ hai thì hiện tại mình đang có được 166 vạn lực chiến. Nếu mà anh em cày nguyên ngày hôm nay, hiện tại thì đây đang là 10 giờ nhá. Đang là 10 giờ. Và nếu mà anh em cày nguyên ngày hôm nay thì nó có thể là lên được hơn 200 vạn lực chiến là bình thường em ạ. Đấy, lên level 40 thì nó sẽ mở thêm những chức năng up cái lực chiến mới em nhá. Và ngày thứ hai thì anh em tân thủ những cái người mới chơi tựa game này thì lưu ý gì? Con game này thì thể lực hiện tại khá là hao. Anh em quét để mà nâng cấp cái đội hình của anh em lên ấy, thì có thể là đốt cái thể lực này rất nhanh. Nên dựa vào cái điểm VIP của anh em có thể là mua hết được bao nhiêu thì cứ mua mắc hết cho mình nha. Con game này thì nó sẽ cho anh em free VIP. Nên do đó là ngày thứ hai mình đạt được VIP 1. Đấy. Và anh em đi nó tặng anh em free VIP 6. À, nếu mà anh em làm đầy đủ cái nhiệm vụ thì chúng ta có thể là nhận được cái VIP 6 em nhé. Đấy, mua full cái thể lực cho mình. Video này thì mình cũng sẽ hướng dẫn anh em cách tiêu cái kim nguyên bảo làm sao cho hợp lý nhất. Kim nguyên bảo cái tựa game này thì anh em lưu ý là chỉ có mua thể lực cho mình này. Đấy, đầu tiên là mua thể lực cho mình này. Ngoài ra thì ở trong cái phần đó là tiệm, ở trong cái phần tiệm hồn này, nếu mà anh em không có cái vé làm mới free ấy, thì anh em có thể là sử dụng 20 kim nguyên bảo để mà reset nhé. Để mà reset thì tùy cái điểm VIP của nó thì nó mới cho anh em cái số lượt reset. Nếu mà anh em muốn kiếm mảnh để mà nâng cấp thì anh em có thể là sử dụng kim nguyên bảo để mà đi reset cái lượt kiếm cái mảnh nhân vật tìm nhá, ở trong cái phần shop hiệp hồn này. Anh em đang cần tìm giả lập mượt và nhẹ cho laptop và PC của anh em, truy cập ngay dưới phần mô tả của video này, tải hai cái phần mềm giả lập này về cho mình. Hai phần mềm giả lập cực kỳ nhẹ, cài đặt cực kỳ đơn giản, click và download ngay anh em nhá. Ngoài ra thì chúng ta sẽ sử dụng để mà mua cái số lượt, có thể là sử dụng để mà mua cái số lượt anh em đi đấu trường này. Đấy, mua cái số lượt đi đấu trường nha. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm ở cái phần hành tẩu này, chúng ta sẽ có phần thảo phạt. Và cái phần thảo phạt này thì anh em có thể là mua cho mình cái số lượt. Đấy, nếu mà được thì mua mắc cho mình cái số lượt, còn không thì anh em cần bao nhiêu thì anh em mua. Nhưng mà nếu mà mua được mắc cái số lượt ở đây thì chúng ta sẽ đánh cái phần phỉ khấu này khá là ok này. Đấy, lưu ý là 12 đến 14 giờ và 18 đến 24 giờ là chúng ta sẽ có được giảm một nửa ở cái phần tấn công toàn lực này. Đấy, thì anh em lựa chọn thời gian đó để mà đánh cho mình nhá. Nói chung là cứ mua mắc cho mình cái số lượt ở cái phần tập mã lệnh này để mà đi khiêu chiến phỉ khấu em nhá. Kiếm cái kinh nghiệm bảo này thì kiếm như thế nào? Rất đơn giản thôi, đó là phần đi ải. Đó là phần đi ải em nhá. Ngoài ở những cái rương thì nó sẽ cho anh em kim nguyên bảo, thì ở đây nó có cái phần thành tựu và sẽ giúp anh em kiếm khá nhiều kim nguyên bảo. Kiếm khá nhiều kim nguyên bảo nha. Các cái sự kiện và hoạt động trong cái tựa game này nó cho anh em khá nhiều kim nguyên bảo. Đấy, các cái hoạt động và sự kiện đây nó cho anh em nhiều kim nguyên bảo phết. Với cái phần đó là nhiệm vụ. Với cái phần nhiệm vụ thì nó cũng sẽ cho anh em cái lượng kim nguyên bảo. Đấy, 150 này, 250 đó là 400 rồi. Nó cho anh em 400 kim nguyên bảo ở cái phần nhiệm vụ hàng ngày này, nếu mà anh em đạt 120 điểm. Ngoài ra thì cái phần thành tựu này nó cũng cho anh em kim nguyên bảo này. Đấy, cho anh em khá nhiều kim nguyên bảo. Nói chung là con game này thì khi mà anh em làm các cái hoạt động của nó, sự kiện nó cho anh em rất nhiều. Và lưu ý là khi mà chúng ta nhập full được cái bộ cốt tựa game này nữa thì nó cũng sẽ cho anh em một cái lượng kim nguyên bảo khá. Nên do đó là xem lại cái video của mình về bộ cốt tựa game này để mà nhập full vào cho mình nhá. Đấy, kiếm kim nguyên bảo và tiêu kim nguyên bảo. Tiêu kim bảo thì nó chỉ nằm ở những cái việc đó thôi anh em, chứ nó cũng không có cái gì khác cả. Hiện tại thì đang là level 38 nên nó còn chưa mở thêm những cái tính năng khác. Nên sang ngày 3 thì mình sẽ tiếp tục với cái phần 2 của cái việc tiêu và kiếm kim nguyên bảo nha. À, một cái mục nữa mà anh em lưu ý được cái việc đó là tiêu kim nguyên bảo. Đó là phần quay X10. Thực ra thì cái tựa game này nó cho anh em vé quay X10 free rất nhiều. Nên ở đây anh em không nên sử dụng kinh nguyên bảo để mà đi quay X10 nha. Không nên để quay X10. Mà anh em sẽ sử dụng cái kinh nguyên bảo đó, phải mua cho mình full được cái 10 lần quay X10 ở đây. Đây, anh em có thể thấy là nó sẽ cho anh em mua được. Nó bắt gió nhỉ. Mua này 3, đây rồi. Đó là cái phần mua vàng này nha. Anh em có thể là sử dụng 300 vàng để mà mua một lần quay. Một lần quay tướng kim. Đấy, một lần quay tướng kim ở đây. Và anh em sẽ mua hết cho mình cái số lượt mà có thể mua được. Đấy, mua hết cho mình nha. Bắt buộc là anh em phải vào đây mua cho mình cái vé quay tướng kim, mua full cho mình. Nó là 300 một lần mua đúng không? 10, 33 nghìn.
nó sẽ mất 3.000 để mà mua được 10 vé. Anh em phải mua mắc cho mình cái vé để mà quay thường kim đã. Đấy, quay thường kim nha, và thực sự là phải hạn chế tối đa cái việc mà sử dụng kim nguyên bảo để mà đi quay X10. Vé cho rất nhiều nên đừng có quay X10 với cái phần đó là kim nguyên bảo. Về cái đội hình của ngày thứ 2, đây là đội hình của mình. Đó, thì mình đã sử dụng cái vé quay X10 free và roll. Roll thì anh em lưu ý là roll quay X10 ở cái phần tầm anh thế lực này. Anh em sẽ lựa chọn cái phe mà anh em muốn quay. Khi mà anh em đã định hình được cái đội hình bằng những cái vé quay X10, đấy 50 vé quay thì chúng ta mới có thể là mở được cái phần tầm anh thế lực. Đấy, 50 lần quay cao cấp nha, thì mới mở được cái tầm anh thế lực. Và với 50 lần quay X10 đó, 5 lần quay X10 đó tương đương với 50 vé, thì chúng ta sẽ nhận được những cái nhân vật đỏ. Đấy, những cái nhân vật đỏ em nha. Và anh em lưu ý là nhiều những cái nhân vật đỏ nào cùng cái phe thì anh em sẽ chơi cái phe đó. Và ưu tiên những cái nhân vật mà có nhiều sao. Đấy, ưu tiên những cái nhân vật có nhiều sao nha. Sau 50 vé đó, chúng ta đã định hình được cái đội hình mà anh em muốn chơi ở cái phe nào, thì anh em sẽ sử dụng cái tính năng đó là tầm anh thế lực để mà quay X10 cái phe đó, giúp anh em có được cái đội hình full phe và giúp anh em kích được duyên rất ngon. Lưu ý là con game này là anh em chơi theo phe nha, chơi theo phe đó. Đó, chơi theo phe em nhá, kích duyên này. Chơi theo phe thì chúng ta sẽ kích được duyên, nên anh em lưu ý là chơi theo phe cho mình. Anh em nâng cấp, đừng có nâng cấp quá đều các cái nhân vật, mà anh em phải nâng cấp những cái nhân vật nào có cái sao cao nhất. Đấy, những cái sao cao nhất thì anh em sẽ nâng cấp vào cho mình. Và đặc biệt là lưu ý là sẽ nâng cấp cho những cái nhân vật sao cao với cái đam AOE. AOE thì sẽ giúp anh em đi ải rất nhanh. AOE thì nó sẽ gây sát thương cho tất cả các cái đối phương của địch. Và khi mà anh em nâng cấp AOE mạnh lên rồi thì chúng ta đi ải rất nhanh. Tại vì nó chỉ xả một chiêu thôi là có thể là tiễn toàn bộ cái địch ở ải lên bảng rồi. Hoặc có thể là làm cho địch ở ải đó có thể là mất nửa cây máu tất cả đội hình, tất cả các nhân vật. Thì anh em nâng cấp AOE cho mình để đi ải cho nó dễ nha. Còn đối với việc đi PvP đấu trường ấy, thì anh em sẽ nâng cấp cho mình những cái nhân vật đam đơn hay là những cái nhân vật theo hàng, ví dụ hàng ngang, hàng dọc anh em nha. Và vẫn là ưu tiên những cái nhân vật đam đơn, tại vì chỉ cần một nhân vật đam đơn mà anh em mạnh ấy, thì anh em chỉ cần xả chiêu cuối cái là bên địch mất đi một đối phương ngay khi mà bên ta xả một chiêu đam đơn đó. Thì anh em lưu ý là build cái đội hình cho mình nha. Đấy, build cái đội hình. Hiện tại thì có được 1, 2, 3, có được 2 nhân vật lên được 3 sao này, một nhân vật lên được 2 sao này. Thì những cái nhân vật nào mà mình nâng cấp nhiều nhất thì mình sẽ cho lên hàng trước để mà chống chịu. Chống chịu em nhá, tại vì là khi mà nâng cấp cao rồi ấy, thì cái nhân vật đó sẽ có được cái lượng máu và cái lượng sức mạnh cao. Và khi mà cho lên hàng trước thì chúng ta sẽ xả luôn được cái chiêu cuối ở ngay giai đoạn đầu. Thì sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được cái thời gian, và sẽ giúp sẽ khiến cho bên địch mất đi cái lượng máu khá là nhiều. Đấy, xả đâu lúc nào nó cũng có cái lợi thế mà anh em, nên anh em lưu ý như vậy nha. Các cái trang bị này thì anh em kiếm ở đâu? Các cái trang bị này nó sẽ có được ở cái phần đó là event. Nó sẽ có các cái event và sự kiện. Ngoài ra thì khi mà chúng ta đi leo đây, ở đây thì nó sẽ có cái phần đó là hành tẩu. Và anh em sẽ leo cái phần trận Nan Giang này này. Đấy, leo cái phần trận Nan Giang này thì sẽ giúp anh em có thể là mở được cái số sao. Và khi mà đặt cái số sao yêu cầu thì anh em có thể là mua được các cái trang bị ở đây. Ngoài ra thì nó cũng sẽ thưởng. Nó cũng sẽ thưởng cho anh em khi mà anh em đặt cái mốc. Và những cái lần thưởng đó nếu mà nó bán trang bị thì anh em ưu tiên là những cái trang bị cho mình nha. Ưu tiên những cái món trang bị cho mình. Đây, mình chỉ cần đạt top 50 đã là mua được một cái món trang bị cam dày này. Đấy, nó cho anh em thưởng anh em rất là ngon. Đấy, nên lưu ý là ưu tiên những cái món trang bị cho mình. Đấy, ưu tiên là mua những cái món trang bị cho mình. Và hiện tại thì nhân vật của mình, một nhân vật 3 sao khá là mạnh ở đây, đó là Du Thản Chi. Đấy, mình đã ép full trang bị cam ở đây. Tuy nhiên là trang bị cam ở đây thì một món trang bị cam chưa kích được 3 bộ. Chưa kích được nha, chỉ có một cái kiếm với lại một cái đai ở đây là nó có thể là kích được 2 món thôi anh em. Đấy, nếu mà ép trang bị thì anh em lưu ý là ép trang bị theo cái món cho mình nhá. Kích 4 món thì nó sẽ mở cái nội tại rất ngon cho trang bị. Nên lưu ý cái vấn đề về cái việc nâng cấp cái đội hình như thế nhé. Khi mà chúng ta đi cái giang hồ mà vượt qua bất kỳ những cái chương nào thì anh em nhớ vào phần anh hùng này để mà đánh hoàn mỹ cho mình toàn bộ những cái liệt truyện nha.
cái liệt truyện này thì sẽ giúp anh em up cái lực chiến cũng khá là ngon. Ngoài ra thì nó cũng sẽ giúp anh em kiếm mảnh để mà nâng cấp cái sao cho nhân vật. Đấy, nâng cấp mảnh và nhiều những cái món trang bị khác. Đặc biệt đó là nó sẽ cho anh em những cái đây, anh em có thấy này. Đó là hợp kích. Khi mà anh em liệt truyện tất cả các cái ải đã mở thì chúng ta sẽ nhận được đó là hợp kích. Và cố gắng là cũng đánh mắc cho mình em nhé. Cố gắng là xả mắc cho mình. Đó thì con game này thì nó cũng thế thôi anh em. Ngày thứ hai là khá là ok như này rồi. Nhớ là xem hết cái video này để lấy cái lưu ý về cái việc chơi ngày 2 cho tân thủ, cho người mới nha anh em. Nếu mà còn thiếu sót và sai sót thì anh em nhớ comment phía dưới để mình hoàn thiện hơn ở những video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì chúc anh em có được cái đội hình ngày 2 thật là êm, thật là ngon, thật là mạnh. Hẹn lại anh em vào những video tiếp theo của tựa game này nha. Bye bye.